Pineapple trong bộ sưu tập của Kyrie Irving. Và vừa rồi thì cảnh thành Kylian đã ghi điểm thành công đến từ huấn luyện viên trưởng của đội Hà Nội Buffaloes, ông Eric Welsling. Và có vẻ như đây sẽ là một áp lực không hề nhỏ tới màn thể hiện của những cầu thủ trẻ. Đức Minh vừa rồi ghi 2 điểm thành công sau một tình huống tận dụng lợi thế về mặt thể hình của mình. Bé vẫn chưa có nhiều sự thể hiện nào cả. Bây giờ là 3 điểm cự ly sở trường. Và Khánh Bé vừa làm điều đó một cách ngọt ngào hơn bất kỳ một cầu thủ nào khác ở trên sân. Một tình huống phản công rất nhanh của Thành Kylian đã lựa chọn cách ném bà. Nguyễn Chu Gia Bảo đẩy ra cho Khánh Bé. Lại là Gia Bảo. Ngày hôm nay thì bộ ba tấn công Gia Bảo, Khánh Bé và Đức Minh vẫn có mặt ở trên sân của cầu giấy. Và vừa rồi làm tình huống en oan. In and out. Đẩy ra cho Quân. Và Quân dứt điểm thành công. Nâng tỷ số lên 9-7. Xin lỗi các bạn, 9-8. Thành Kylian. Một màn múa may quay cuồng của Thành Kylian. Tuy nhiên cầu thủ mang số 6 Trần Đức Thắng vẫn chưa có tình huống tấn công rổ tốt. Và vừa rồi thì Nguyễn Chu Gia Bảo cũng đã phản công thành công trước sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả ở trên sân. Và bây giờ lại là Thành cắt bóng. Hồ Minh Vũ 2 điểm thành công. Thành Kylian tuy rằng là ngôi sao nhưng không hề tham lam một chút nào cả. Nguyên Anh. Đức Minh. Đức Minh quá to. Và 2 điểm dành cho Đức Minh. Tùng Con. Tùng Con. Đây là Duy Anh. Duy Anh đã sửa sai cho Tùng Con sau tình huống sân chơi của mình. Nguyên Anh đánh khá theo bài. Suýt chút nữa là bị Thành cướp bóng. Có 2 điểm tính dành cho Đức Minh. Lợi thế về chiều cao, lợi thế về thể hình vừa được Đức Minh thể hiện ra rõ nét. Độ dày về cơ thể thì không thể nào bằng Đức Minh được. Trả lại cho Khánh Bé. Vẫn là Khánh Bé. Fake pass. Và 3 điểm thành công. Quá lạnh lùng. 19-15. Làm gì đây? Hồ Minh Vũ. 3 điểm đáp trả. Không, như vậy là chỉ có 2 điểm mà thôi. Lại là ném ba. Suýt chút nữa là thành công. Vẫn là Thành. Những tình huống ISO của Thành. Duy Anh 2 điểm. Một tình huống cắt bóng rất nhanh của Duy Anh. Bóng đẩy xuống backdoor. 6 giây nữa. Quá hay. Một cú Eurostep quá hay của Nguyễn Chu Gia Bảo. Lại là ném ba. Và lại là thành công tới từ Khánh Bé. Cho Thành biết rằng đâu mới là người chủ của trận đấu. Và Thành thì cũng không hề chịu kém cạnh gì cả. Khánh Bé. Gia Bảo. Vẫn là những yêu cầu đan bóng đến từ huấn luyện viên Duy Bé. Và bây giờ thì Khánh Bé lại 3 điểm. 3 cú 3 điểm thành công của Khánh Bé rồi. Thành Kylian. Bóng đẩy ra. Speed move. Một tình huống bóng đập nảy rất khó chịu. Tình huống dựa người tốt của Thành Kylian. 2 điểm. Trần Đức Thắng. 2 điểm thành công của Trần Đức Thắng. Bây giờ thì hòa điểm 27 đều. Thành Kylian. Quá hay đến Thành Kylian.
Ôi hiểm trợ Minh Quang. Một tình huống pick and roll đẹp. Trần Đức Thắng. And one dành cho Trần Đức Thắng. Đức Minh. 2 điểm dành cho Đức Minh, còn 3 điểm mà thôi. Dứt bóng của Thành có độ khéo léo tương đối cao. Nhưng Khánh Bé đã cắt được trái bóng vừa rồi. Thành Kilian. Vừa rồi thì các cầu thủ bên phía trung học cơ sở Cầu Giấy đã không thể nào ngăn cho Thành Kilian dẫn bóng để kéo dài thời gian. Và bây giờ chiến thắng đã thuộc về trung học cơ sở trường Nguyễn Tất Thành. 3-3, 3-1. Và xin chúc mừng các cầu thủ đội bóng chủ nhà. Còn Cầu Giấy, họ còn nhiều việc phải làm hơn nữa trong trận đấu tiếp theo.